Ok, xin chào mọi người nha. Giờ thì buổi tối rồi, Long Bùi sẽ tiếp tục gắn LV Fitment 301 cho cây cột thứ 3 sơ 7 và sẽ thay bằng bộ khóa của cột thứ 3 này bằng một cái bộ khóa dòng Taiwan của mình, dòng cao cấp của mình là có bạc đạn xây luôn. Tại khóa này nó đã bị hư rồi, bị hư ở phần phần dây 1 và dây số 4, cho nên mình sẽ thay bộ khóa và mình sẽ xếp lại hết toàn bộ. Dây thì vẫn giữ nguyên cho khách ha, và gắn LV fitment và canh chỉnh lại cho khách và sơn lại cho khách về cái tút cầm đó, mọi thứ trên cái đèn cho khách ha. Ok, thì mọi người chờ theo dõi cây đàn này của Long Bùi sẽ setup cho khách nha. Okay.